tôi nói chung là một cái nhóm để sơ sơ mùi dịch bàn chứ là mình thà thầm não rồi dịch bàn cụ mà nãy đọt đất đất thay á đất thay kịch một cái rộn xem ơi rộn rộn thực sự ơi xe hơi mặt vô mình trộm ở đây trộm ai bóng sân video này mới tham bôn này về làm bệnh mình sẽ tập tục đó thế nào sẽ hai nữa thùng thùng sao sụp được cả đà nó sao được cả đà một lần thì còn trên đường xe lao mổ mình trên tới trên á còn chung mình thay thùng lá cái nhiệt bàn vừa thợ ở nhiệt bàn với nhau đây so có bọc nữa nửa ngày răng răng chạm ghế tay thế nè nhìn cho tình như thế nè mà nó còn anh chạm hết tổ đây là tự mình ăn chèn nhé. Chú khó thân tích giật trên này. Some spooky.